Ơi, xin chào tất cả các anh em nha. Cái lô hàng cỏ Thái đầu năm lại tiếp tục về hàng nữa cho anh em. Giá đầu năm giá rất chi là khuyến mãi cho anh em. Đầu năm này làm cho anh em một cái khuyến mãi luôn. Giá cỏ Thái năm màu này là 50.000 một ký. Anh em mua 6 ký thì bao ship. Ngoài ra thì còn ngũ cốc mằn ri nữa. Ngũ cốc mằn ri khoáng thì anh em có nhu cầu mua cái nào thì cứ alo. Đó, thí dụ như đơn cử những cái đơn hàng cho anh em xem nè. Ví dụ như cái này là lúa tiêu rồi luôn nha anh em, lúa tiêu có luôn nha. Nè 20 khách này ở Hải Phòng này mua cái này là 20 kg nè, tặng cho 2 kg nữa là 22 kg nè, 1 triệu đồng nè, giá 50.000 ký bao ship rồi đó. Đó cỏ Thái anh em thấy chưa? Đó, lên đơn cho khách luôn rồi đó. Còn cái này lúa tiêu là 33.000 một ký nha anh em. Anh em mua 10 kg thì chuyển khoản thì bao ship. Còn cái này anh Ánh thì cái này cũng chỗ quen biết. Cho nên là không cần chuyển khoản thì cũng bao ship luôn 10 kg. Còn đối với khách lạ thì phải chuyển khoản trước hoặc đặt cọc trước thì mới nhận đơn nha. Chứ nhiều anh em lạ quơ lạ quắc lần đầu mua hàng mà điện đến bảo gửi cho tôi 15-20 kg mà không có chuyển khoản hay đặt cọc gì thì cái đó thôi em không dám nhận đơn hàng đó. Cái đó trúng quả bom cái là chết ngay. À, còn cái này là 10 kg cỏ Thái của khách ở Tân Kiên Bình Chánh nè, 50.000 ký, 10 ký là 500 nè. Còn cái này là mấy cái đơn nhỏ nhỏ này như 3 ký nè, 2 3 ký nè, 2 ký. Khách mua dưới 6 ký thì khách tự trả tiền ship nha. Còn đối với ngũ cốc thì 70.000 một ký, anh em mua 5 ký thì bao ship. Cỏ Thái thì 50 6 ký bao ship. Đó, giống như cái đơn này nè, khách này mua 6 ký cỏ Thái là 300 là bao ship nè. Đó thấy chưa? Còn mằn ri cỏ Thái rồi rất chi là nhiều nè. Trong mấy cục này nè đó. Ngoài ra thì rất chi là nhiều lo điều khiển từ xa nha anh em, rất chi là nhiều lo điều khiển từ xa đó. AT100 này, AT100 này, AT100 này, Q92, Q93. Anh em thấy hôm nay giao đi là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cái lo. Hôm nay là giao đi 14 cái lo. Thì anh em cũng biết rồi, nếu mà chúng ta làm ăn uy tín thì tất nhiên là cái đơn hàng nó ngày càng tăng, bởi lẽ là người này giới thiệu cho người kia đó. Cho nên là cũng hết sức cảm ơn tất cả các anh em đã tin dùng hàng ở shop phụ kiện đi rừng Thanh Tuấn. Thí dụ như cái lo này bán ra cho anh em thì chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em 1 tháng, với điều kiện là nếu mà lo không rớt bể hay giờ ngập nước gì đó thì lỗi do nhà sản xuất thì chúng tôi sẽ đổi cho anh em đó cái lo mới nha. Nói như thế cho nó dễ. Ngoài ra thì còn rất nhiều cái phụ kiện như liều ngụy trang này, cái này là ba ga treo chim này, thòng khung này đó. Đây còn ngũ cốc với lúa bên này nữa này đó. Mua như thế này thì khách cũng phải tự trả tiền ship luôn nè, hai ngũ cốc hai lúa thì khách trả tiền ship 40.000 cho 4 kg đó. Đó ngoài ra thì đây một cái lo nữa là 15 cái này nè. Đây một cái lo 898 với bìm bịp giả với quất giả nè. Đó, bìm bịp giả, quất giả, cúm núm giả, chằn nghịch giả bên shop cũng có luôn, túi gà mồi nè. Đó. Cái này là mấy con quất lông nè. Quất với hồng dây nè, chuẩn bị vô mùa quất rồi, cho nên là hàng chuẩn bị sẵn, thòng khung mỹ tròn nè. Ngoài ra thì xào, xào nhôm thì bên shop bán ra xào nhôm thủ công cho nên là sẽ bảo hành cho anh em 1 năm sử dụng nha. Mỗi cái xào bán ra thì nó sẽ có cái tem dán bảo hành cho anh em. Mỗi cái sào bán ra thì nó sẽ có cái tem dán bảo hành như thế này cho anh em đó. Ngoài ra cái này là khoáng nè, khoáng này là hũ lớn nè, hũ lớn thì 190 bao ship, còn hũ nhỏ thì 130 bao ship nha. Còn cái này là giò cu 432 nè, chì với khoáng nhỏ gì nè trong đây nè đó, remote E8, remote Q92, 93 đều có. Cái này là giò cu 432 nè, này 5 bộ giò cu 432. Cái mặt hàng này là mặt hàng gần như truyền thống ở chỗ shop. Q432 là cái mẫu mà shop bán lâu năm nhất. Cái này là cây sào 5 m, thường không có cu lim không áo luôn nè. Đó anh em thấy là cái tem bảo hành dán ở bên trong nè. Đó anh em thấy chưa? Đó. Cái này là sào 4 m đồng full. Đó. Ốp đồng nó mắc hơn rất nhiều. Cái này là lồng 36 cầu rồng cánh dơi nè. Đó. Một cái nè. Có một cái khách chuyển khoản rồi ở đâu đây? Cái này là lụp gáo, cái thùng này đặt đựng là đựng lụp gáo đó. Cái này cũng lụp gáo luôn, lụp gáo thì khách này là chuộng rất là nhiều. Còn cái này là lồng đôi nè, lồng đôi mẫu số 02 với giò cua ở trong đây nè. Ở đây cũng cái lồng đôi nữa nè. Ở đây là cái lồng Thái, cái này là lồng Thái viền đồng
full viền đồng, full phụ kiện. Cái này của anh Danh ở Trà Vinh, thì cái này anh mua, cái này là cái thứ ba, cho nên là tặng cho anh thêm 1 ký cỏ thái làm quà Tết nha. Ừ, làm quà đầu năm cho anh em nó vui vẻ với nhau. Đó. Cái nào xong rồi tôi quất qua đây, bởi vì cái kho anh em thấy hầu như chật kín đường đi cho cái ngày giao hàng ngày hôm nay. Cái này là phải sử dụng xe tải để chở hàng đi đến bưu điện để giao. Đây, đây là cái lồng thái không viền đồng của khách ở quận 9 Hồ Chí Minh này. Cái này khách chuyển khoản là COD nó bằng không này. Đó, cái này khách chuyển khoản là COD nó bằng không nha. Đó. Rồi tiếp đến là cái này là lồng cầu rồng cửa cánh dơi mẫu số 2. Cái này khách cũng chuyển khoản là COD bằng không này. Cái này là chuyển khoản là tặng cái áo này, khách mua thêm 1 cặp cống này. COD bằng không của anh Phúc này. Cái này là hôm bữa anh Phúc cũng có mua 1 lần rồi, cái này là lồng lần thứ 2 đó. Thì tất cả các phụ kiện đó, như lồng trần này, cái này lồng trần là mẫu số 07 nè đó anh em thấy. Còn cái này cái gì đây, à cái này ốp đắt mẫu số 7. Cái này là 320 bao ship nè anh em. Cái này là cái gì đây, à cái này là giỏ sách mồi trần với giò cu, giỏ sách một con ấy, chuyên dùng để đánh trần đấy. Còn cái này là cái gì đây, 1,3 triệu. À đây là lụp cây mẫu số 2 với lại ốp đắt mẫu số 7. Tổng đơn hàng này là lên đến là 1,30 triệu này nè. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em. Thì anh em có nhu cầu mua hàng chúng ta cứ alo đến 2 số điện thoại trên màn hình. Thì hàng giao đến cho anh em thì anh em được kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền. Tôi nói ví dụ như hàng đóng trong mấy cái thùng này, anh em cứ gỡ thùng ra coi xong rồi kiểm tra hàng rồi trả tiền cho nhân viên bưu điện. Đó thì cái vấn đề đó tôi nói công khai rất là nhiều trong cái video clip, cho nên là anh em khi mua hàng không cần phải hỏi lại là tôi có được xem hàng hay không. À, chứ nhiều anh em điện thoại đến mua hàng mà chỉ lay quay đến cái chuyện là phải cho tôi xem hàng nha. Tôi phải xem hàng trước tôi mới trả tiền, tôi không xem hàng tôi không trả tiền, hay là phải cam kết với tôi phải xem hàng đến khi trả tiền. Thì anh em cái đó khỏi có lo gì hết, hàng đến không cho xem hàng anh em vứt đi như thế này xong đem về đi đó cho nó dễ đó. Tôi nói bán hàng đâu đó là cho nó rõ ràng đó. Thí dụ như cái hàng này, cái hồng này đúng không, bưu điện giao đến cho anh em, à cái này mở ra xem hàng, còn bưu điện không cho xem hàng, thôi mày đem về đi đó. Như thế thôi, nói như thế cho nó đơn giản. Cho nên anh em mua hàng là chúng ta bỏ qua cái khâu hỏi đó luôn nha. Bán ở đây cái gì cũng cho anh em xem hàng thoải mái trước khi trả tiền hết. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong cái video clip mới nhất.